Đây là bài 2 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp Build Trust 1 của Hội quán Tam Thế. 第二课,我们都喝咖啡. Bài 2. Chúng tôi đều uống cà phê. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lina, Lina, Lục Vũ Bình, Lù Ủy Ping. Bạn khỏe không? Nhĩ hảo mà. Mình rất khỏe. Wǒ hěn hǎo. Bố mẹ. Bà bà mama. Họ đều. Tha mần tâu. Không bận. Bổ máng. Bạn trai bạn thì sao? Nhìn nán phấn yếu nó. Anh ấy. Tha. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại tên Đinh Lực Ba. Đây là tên của một người nước ngoài. Tiếng Lì Bua. Tiếng. Tiếng. Lì. Lì. Bua. Bua. Tiếng Lì Bua. Tiếng Lì Bua. Anh trai. Cưa cửa. Cưa. Cưa. Cưa cửa. Cưa cửa. Bố mẹ. Bà bà mama. Bố mẹ bạn có khỏe không? Nǐ bà bà mama hǎo ma? Họ đều rất bận. Tha mần đâu hǎn máng. Bạn trai. Nán phấn yǒu. Bạn gái. Nǔ phấn yǒu. Bạn gái anh có khỏe không? Nǐ nǔ phấn yǒu hǎo ma? Cô ấy rất khỏe. Tha hěn hǎo. Họ đều rất khỏe. Tha měn dōu hěn hǎo. Chúng tôi đều rất bận. Wǒ měn dōu hěn máng. Các bạn. Nǐ měn. Chào các bạn. Nǐ měn hǎo. Hãy nói Lina, Lục Vũ Bình, chào các cậu. Lina, Lù Ủy Ping, nǐ měn hǎo. Lina, Lù Ủy Ping, nǐ měn hǎo. Chào cậu, Đinh Lực Ba. Nǐ hǎo, Đinh Lì Bo. Nǐ hǎo, Đinh Lì Bo. Anh trai bạn. Nǐ cưa gở. Nǐ cưa gở. Bây giờ hãy nghe cách nói em trai. Tì tì. 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 Tì tì. Tì tì. Hãy nói em trai. Tì tì. Tì tì. Em trai tôi. Wǒ tì tì. Wǒ tì tì. Em trai bạn. Nǐ tì tì. Nǐ tì tì. Em trai cô ấy. Tha tì tì. Tha tì tì. Anh trai bạn có khỏe không? Nǐ cưa gở hǎo ma? Nǐ cưa gở hǎo ma? Thế còn em trai bạn thì sao? Nǐ tì tì nè? Nǐ tì tì nè? Bố mẹ bạn thì sao?
你爸爸妈妈呢？你爸爸妈妈呢？họ đều rất bận phải không? 他们都很忙吗？他们都很忙吗？ Hãy nói anh trai em trai. Ca ca đệ đệ. Ca ca đệ đệ. Bây giờ hãy nghe từ cần muốn. Yào. Yào. Anh cần. Nǐ yào. Nǐ yào. Tôi cần, tôi muốn. 我要，我要。Hãy nghe từ cà phê. Cà phê. Cà. Cà. Phê. Phê. Cà phê. Cà phê. Muốn cà phê hay muốn uống cà phê? 要咖啡，要咖啡。Anh cần cà phê à hay anh muốn uống cà phê à? 你要咖啡吗？你要咖啡吗？ Ở đây cũng có nghĩa là anh có muốn uống cà phê không? Anh cần cà phê không? Hãy nhắc lại, anh muốn uống cà phê không? 你要咖啡吗？你要咖啡吗？ Anh trai, anh muốn uống cà phê không? 哥哥，你要咖啡吗？哥哥，你要咖啡吗？ Anh uống cà phê, nguyên văn là anh cần cà phê.我要咖啡。我要咖啡。đều uống cà phê。都要咖啡。都要咖啡。chúng tôi đều uống cà phê。我们都要咖啡。我们都要咖啡。Các anh đều uống cà phê à? 你们都要咖啡吗？你们都要咖啡吗？ Hãy nói, em trai, em uống cà phê không? 弟弟，你要咖啡吗？弟弟，你要咖啡吗？Em cũng uống cà phê, hay nghe từ cũng. Dễ. Dễ. Cũng cần, cũng muốn. Dễ dạo. Dễ dạo. Cũng uống cà phê, cũng cần cà phê. Dễ dạo cà phê. Dễ dạo cà phê. Em cũng uống cà phê.我也要咖啡。我也要咖啡。Bây giờ hãy học từ uống. 喝。喝。Từ này chỉ có nghĩa là uống. Từ yào có nghĩa là cần, hỏi về nhu cầu. Hãy nhắc lại từ uống. 喝。喝。Cần, muốn.Yào. Yào. Hãy dùng từ khưa để nói uống cà phê. Khưa cà phê. Khưa cà phê. Đều uống cà phê. Tâu khưa cà phê. Tâu khưa cà phê. Cũng đều uống cà phê.
也都喝咖啡。也都喝咖啡。đều không uống cà phê. Đâu bù hơ cà phê. Đâu bù hơ cà phê. Cũng đều không uống cà phê. Dễ đâu bù hơ cà phê. Dễ đâu bù hơ cà phê. Không đều uống cà phê. Có nghĩa là có người uống, có người không uống. Bù tâu hơ cà phê. Bù tâu hơ cà phê. Họ không đều uống cà phê. Tha mẩn bù tâu hơ cà phê. Tha mẩn bù tâu hơ cà phê. Hãy thử nói, họ không đều uống cà phê, bố uống cà phê, mẹ không uống. 他们不都喝咖啡，爸爸喝咖啡，妈妈不喝。他们不都喝咖啡，爸爸喝咖啡，妈妈不喝。Bây giờ hãy thử nói, được, chúng ta đều uống cà phê. Ở đây từ được chính là từ khảo, trong, ní khảo hay ní khảo mà. Được, họ, họ. Hay nói, được, chúng ta đều uống cà phê. Họ, 我们都喝咖啡. Họ, 我们都喝咖啡. Hãy nhắc lại, anh trai, em trai. Cơ cờ, tỉ tỉ. Hãy thử nói, bố mẹ bạn không uống cà phê à? Nì bà bà ma mà bù khơ cà phê mà. Nì bà bà ma mà bù khơ cà phê mà. Họ đều không uống cà phê à? 他们都不喝咖啡吗？他们都不喝咖啡吗？ Trong tiếng Trung ngoài cách hỏi ma, còn có một cách hỏi là bận hay không bận. Máng bù máng. Máng bù máng. Khỏe hay không khỏe? Hảo bù hảo. Đây là cách hỏi chính phản, thay vì hỏi bạn khỏe không? Ní hảo ma, bạn có thể hỏi là bạn khỏe hay không khỏe? Ní hảo bù hảo. Ní hảo bù hảo. Bạn bận hay không? Ní máng bù máng. Anh trai bạn bận hay không? Ní cưa gờ máng bù máng. Nhỉ cưa gầm máng bù máng. Hãy thử nói, anh có cần cà phê không? Hãy hỏi chính phản. Nhỉ yào bú yào cà phê. Nhỉ yào bú yào cà phê. Hãy chú ý từ bù khi đọc cùng yào, đọc thành bú yào. Từ bù vốn là thanh bốn. Khi đi với một thanh bốn khác, nó đọc thành thanh hai, đọc thành bú. Ví dụ, bú yào, đọc thành bú yào. Không cần. Bú yào. Không cần cà phê à? Bú yào cà phê mà. Bú yào cà phê mà. Anh có uống cà phê không? Dùng từ yào và hỏi chính phản. 你要不要咖啡？你要不要咖啡？ Hãy thử hỏi, anh có uống cà phê không? Dùng từ hơ
hỏi chính phả. Nǐ hē bù hē kā fēi? Nǐ hē bù hē kā fēi? Bố mẹ anh có bận không? Hỏi chính phả. Nǐ bà bà mā mǎ máng bù máng? Nǐ bà bà mā mǎ máng bù máng? Bố mẹ anh có khỏe không? Hỏi chính phả. Nǐ bà bà mā mǎ hǎo bù hǎo? Nǐ bà bà mā mǎ hǎo bù hǎo? Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây theo đúng nội dung của bài. Tính lì bùa khơ cà phê mà. Tính lì bùa khơ cà phê mà. Tha khơ cà phê. Tha khơ cà phê. Tính lì bùa tờ cưa cửa khơ cà phê mà. Trong đó, tính lì bùa tờ cưa cửa là anh trai của Đinh Lực Ba. Tính lì bùa tờ cưa cửa. Tính lì bùa tờ cưa cửa khơ cà phê mà. Tha dễ khơ cà phê. Tha dễ khơ cà phê. Tính lì bùa tờ tỷ tỷ khơ cà phê mà. Trong đó, tính lì bùa tờ tỷ tỷ là em trai của Đinh Lực Ba. Tính lì bùa tờ tỷ tỷ. Tính lì bùa tờ tỷ tỷ khơ cà phê mà. Tha dễ khơ cà phê. Tha dễ khơ cà phê. Hãy trả lời các câu hỏi sau. Nǐ mēn hē kā fēi ma? Nǐ mēn hē kā fēi ma? Nǐ bà bà mā mǎ hē kā fēi ma? Nǐ bà bà mā mǎ hē kā fēi ma? Nǐ gē gè hē kā fēi ma? Nǐ gē gè hē kā fēi ma? Nǐ tì tì nè, tā hē kā fēi ma? Nǐ tì tì nè, tā hē kā fēi ma? Nǐ gē gè hǎo ma? Nǐ gē gè hǎo ma? Nǐ gē gè máng ma? Nǐ gē gè máng ma? Nǐ tì tì nè, tā hǎo ma? Nǐ tì tì nè, tā hǎo ma? Tā máng ma? Tā máng ma? Nǐ gē gè tì tì dōu hē kā fēi ma? Nǐ gē gè tì tì dōu hē kā fēi ma? Nǐ nán péng yǒu nè, tā hē kā fēi ma? Nǐ nán péng yǒu nè, tā hē kā fēi ma? Nǐ nǔ péng yǒu hē kā fēi ma? Nǐ nǔ péng yǒu hē kā fēi ma? Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội Quán Tam Thế qua Face hoặc qua số điện thoại 0977309925 để đăng ký học trực tiếp hoặc nếu mua trọn bộ các giáo trình tiếng Trung, tiếng Nhật của Hội Quán nhé.